Ok, xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người tạo một cái NFT trên mạng lưới của Cardano để thấy rằng là cái việc tạo nó đơn giản như nào và thực chất đằng sau một NFT nó là cái gì mà làm cho cái trào lưu NFT nó trở nên sốt đến vậy. Nó không NFT nó không kỳ bí như mọi người nghĩ và nó không kỳ bí bằng cách nào bằng các anh chị em theo dõi cái video này. Thì đây là 10 bước căn bản để tạo ra một cái NFT trên Mainnet. Ở đây có 11 thì cái bước cuối cùng là bước hiển thị thì mình không nói đến. Mình sẽ nói thì mình gần như là mình không không đề cập nó đề cập chính mà đề cập chính đến 10 cái bước ở đây. Bước thứ nhất là thiết lập thư mục làm việc, bước thứ hai là cả tham số về môi trường, bước thứ ba là mình tạo ra cái ví để lưu NFT. Thứ tư là nếu cái ví của bạn mà chưa có tiền ấy, thì bạn chuyển tiền vào ví bởi vì là khi mình tạo NFT ấy, thì mình cần có tiền để trả cho cái giao dịch min cái NFT đó. Bước thứ năm là gì, mình xuất cái biến protocol để các câu lệnh sau nó hiểu là mình giao tiếp với lại cái protocol nào, cái mạng lưới nào. Bước thứ sáu là tạo policy ID. Thì policy ID là một cái file mà ở đó nó quy định xem là cái NFT này khác với cái NFT khác như thế nào. Nó được cái NFT này được tạo ra bởi bao nhiêu người. Ví dụ như các bạn có 5 người thì yêu cầu cả 5 người cùng ký hay là 3 trong 5 người ký là đủ rồi hoặc là 1 trong 5 người ký là đủ rồi. Thì cái đó mình sẽ quy định ở policy ID. Sau đó thì mình sẽ mô tả cho cái NFT đó. Thì cái việc mô tả cụ thể cho cái NFT như nào ấy, thì nằm trong cái phần metadata. Sau khi phần tạo xong metadata rồi ấy, thì mình soạn cái giao dịch tạo NFT. Soạn xong rồi thì mình sẽ thành ký, nghĩa là lấy cái các S key ra, những cái key quan trọng ra để mình ký cái giao dịch cho NFT này. Ký xong rồi thì mình mới submit cái giao dịch trên mainnet. Sau khi submit xong rồi ấy, thì cái NFT ở bước 10 này nó mới được thực hiện trên mainnet, và lúc đó trên mainnet chúng ta mới có một cái tài sản số là NFT mà mình muốn tạo. Còn bước 11 đây ấy là bước hiển thị thôi. Ok, thì đây là những cái bước mà mình sẽ chạy trên trên mainnet để tạo ra cái NFT server của mình đây. Hiện giờ mình đang trong thư mục NFT rồi, nên cái bước 1 mình sẽ vào đây rồi. Mình sẽ làm bước thứ hai. Ok. Ở bước thứ hai này thì mình sẽ đặt cái token name của mình là cái NFT của mình là Marathon 10 cây. Số lượng là 1. Còn đây là IPFS hash, nghĩa là cái hàm hash, cái giá trị của cái hash lưu trên IPFS. Với cái bài này của Cardano ấy, thì họ thường thường họ sẽ lưu trên cái ứng dụng gọi là Pinata. Pinata này. Data thì đây mình file của mình có hai file, thì mình đang dùng cái file này HHIM. Khi mình upload thì nó trả lại cho mình một cái gọi là hàm hash trên này. Các bạn click vào đây thì nó sẽ ra cái ảnh của mình. Thì đây là chỉ là một cái ảnh của một cái giải chạy cho mình muốn làm thành NFT thôi. Đó. Sau đó thì cái key ở đây thì mình cũng đã có rồi, cái key ở đây mình đã có rồi. Mình có payment address, có payment ad key, payment v key. Ở đây có một điểm lưu ý là nếu mà các bạn dùng trên máy nào mà nhiều tiền á, cái ví nó nhiều tiền ấy, thì phải chú ý nhé, cái payment ad key này rất là quan trọng, nó như là cái mnemonic của mình luôn, là cái chuỗi ký tự của mình luôn, để cho phép người ta có thể chuyển giao dịch, chuyển tất cả tài sản số trên cái ví này đi được. Do là làm lab nên là mình sẽ để hai cái này chung nhau trên một máy nên là nó sẽ kém security hơn, còn không thì mình sẽ để cái SK này ra một cái máy khác để nó ký riêng. Bạn lưu ý cái SK đó, đây chỉ làm test thôi nên mình sẽ để chung này. Đó, ok. Thế thì mình sẽ query thử xem trên ví mình có bao nhiêu tiền. Nếu mà mình có ít tiền hơn đấy, ít tiền nếu chưa có tiền thì các bạn phải chuyển khoản vào cái địa chỉ ví này,
chuyển khoản xong rồi ấy, thì mình sẽ query được là bao nhiêu tiền ở đây. Đây mình khoảng 10, 10 ADA. Mình copy cái phần tạo policy ID trước ha. Copy. Trong cái lúc chạy thì mình sẽ nói về policy ID. Policy ID thì nó quyết định xem là cái ID của cái token của bạn là ID bao nhiêu. Bởi vì trên mạng lưới Cardano thì có rất nhiều token có thể trùng tên với nhau được, nhưng mà phân biệt với nhau bởi vì policy ID. Thì để tạo ra một cái policy ID ấy, thì nó cũng có cặp key, S key và V key. Với bất cứ ai có được cái cặp key, S key và V key thì họ đều có thể tạo ra được cái policy ID giống như của bạn. Nên là các bạn cẩn thận. Ở đây một lần nữa mình cũng phải lưu trữ cái S key làm sao cho nó an toàn. Đấy, hello. Đó. Thì đây mình nhìn thấy có 3, có 7, cái này có 3 ADA, cái này có 7 ADA. Bây giờ mình sẽ tạo cái policy ID. Copy. Đó, thì mình sẽ có cái file này. Dịch nhầm rồi. Xóa luôn cái file này đi cho nó đỡ nhầm sao này. À, SQL wiki. Sau đó mình tạo script. Đó, thì mình sẽ có thể test ra, các bạn có thể test cái file này ra các bạn xem. Thì đây là cái gì, nó sẽ nói là cái hash của cái trên policy ID ấy, thì mình phải quy định xem là có mấy cái địa chỉ có thể là cùng ký vào để tạo ra một cái NFT được. Ví dụ như là mình có thể là hai bên, ba bên hoặc bốn bên cùng ký với lại nhau. Hiện giờ thì mình chỉ để có một bên thôi, mình để một địa chỉ hash này thôi và để một cái signature này thôi, và cái này được ký sau 1.000 slot. À, thì 1.000 slot có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi slot khoảng 20 giây, thì 1.000 slot nó rơi tầm khoảng gần 2 ngày. Và mình sẽ tạo metadata. Đó. Ok, metadata. Thì metadata nó chỉ nói đây là cái policy ID này. Sau đó là cái mô tả đó. Không gì cả. Bây giờ mình sẽ update lại cái này một chút. Mình sẽ dùng cái head này đi. Nhìn vào đây. Ok. Đây là không. Đúng. Cái không này của mình có 7 ADA. Rồi. Cái này. Đây hết các bạn, đây hết người kiểm tra cái biến của mình xem như nào, xem có đủ biến chưa. Ví dụ output 1.400 token amount 1, policy ID chuẩn, policy ID chuẩn 02, token name slot number rồi. Ok, tạo cái đầu tiên, soạn thảo một cái giao dịch, tạo đây là chính là cái giao dịch tạo NFT đây. Estimate transaction fee của mình là khoảng khoảng 0.18. Sau đó mình sai. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy cái file luôn. File sai của mình nè. Bây giờ mình chỉ ký nữa là xong thôi. Ký cái này là xong thôi. Ký phải chạy, copy phải chạy chạy là xong rồi.
Thì ngay sau khi mà các bạn nhập cái phần size rồi, cái phần ký rồi ấy, thì mình sẽ submit nó trên mainnet, và nếu mà cái phiên submit đúng ấy, thì nó sẽ báo là transaction fully successful submitted. Thì các bạn sẽ đợi một chút, mình sẽ query lại xem nó đã ra là chưa ha. Mình sẽ query lại ở đây này, nó có cái lệnh query ở chỗ này, query lại thì mình sẽ có thể thấy tài sản của mình nó khác đi. Đấy. Và cái thứ hai nữa là mình có thể lên một cái trang ở trang pool.pm, trang pool.pm, và ở đây mình có thể thả địa chỉ của mình vào, thả địa chỉ của mình vào, search ở đâu NFT đi, có thể tìm được cái NFT cũ của mình gần nhất nên đấy. Đợi một chút để mình tìm ra đúng cái địa chỉ. Cái địa chỉ lúc nãy mình có tạo ở đây. Policy ID, đợi lệnh chạy lâu quá. Lệnh chạy này hơi lâu. Đợi lệnh chạy xong rồi mình sẽ kết lại cái địa chỉ này thôi. Kết lại cái địa chỉ để mình xem nhé. Xem cái này nó ở chỗ nào. Bởi vì đang chạy nên nó hơi lâu, nó chưa ra output. Mọi người đợi chút. Policy ID. Đây, trường địa chỉ của mình đây. Copy. Paste vào đây. Đó, thì mình nhìn thấy là cái này. Ồ, đây là chứng chỉ. Đây là chứng chỉ marathon của tôi. Đấy. Không? Đây là nó đang chạy, mặc dù đang chạy đó thì mình thấy một tiền mình giảm đi rồi, và đây thì mình cũng có một tài sản như này đó. Và đây là cái chứng chỉ, cái NFT trên trên mạng lưới của Cardano này đó. Các bạn nhìn thấy không? Đó đó là cách thực hiện một cái tạo một NFT trên nền tảng của Cardano.